gió sương, gặp lại quê hương năm tháng xa vời vợi. Đâu mái nhà xưa, đâu phố xưa, còn lại một con kè bên sông gợi nhớ tôi trở về. Thấy mình còn ấu thơ, thấm thoáng đêm cô lung linh sông nước, chập chờn đèn tranh nghe xôn xao ngày rước hội bên cũ. Năm xưa nhớ những con tàu vào ra phà khói, lặng trong tôi người ơi, con sông mênh mang vẫn vang vọng tiếng còi. Ninh Giang của tôi như cô gái xinh tươi, sông luộc trôi là tóc buông trong gió, đèn sáng phố đêm tỏa ánh mắt long lanh. Tôi đi xa trên vạn dặm trường chinh, nghe mỗi gian nguy lại nhớ trời phố quê vẻ đẹp nguy nga năm tháng vui dòng đời. Nghe tiếng ngày mai đang vút lên chặng đường nhiều thăng trầm đi qua, còn nhớ tôi trở về trên phố nhỏ khó quên, gian lá băng tươi cây non vương nắng nhuộm lại màu xanh cho chim reo gọi gió về. Gió hát sông nghe lắng tiếng êm đềm lại vui đường cũ, gọi cho ai ngày mai phố mới vươn cao bóng soi dòng sông dài. Ninh Giang của tôi như cô gái xinh tươi, sông luộc trôi là tóc buông trong gió, đèn sáng phố đêm tỏa ánh mắt long lanh. Tôi đi xa trên vạn dặm trường chinh, qua mỗi gian nguy lại nhớ về các năm nữ diễn viên và nhạc công của câu lạc bộ các ban nhạc huyện Ninh Giang biểu diễn. Mời đón chương trình Ngọc Bảo và chị Trời Bài về quê của nhạc sĩ Phó Tức Phương. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đất nước tình yêu và quần sĩ đẹp trai qua diễn xuất của Tinh Tường và Phong Thủy. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Thank you.
Oh,
sĩ Phan Nhân với tựa đề Hà Nội niềm tin và hy vọng. Bài hát này sẽ được chuyển tới quý vị qua giọng hát của Tình Tưởng. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.
môi hồng. Nhờ em yêu thì mới cho cuộc sống cứ vẫn tung tăng bay la đà, mặt trời bay buồn nhẹ trôi thiên hạ. Ánh mắt mơ trong nơi xa vời, chợt mùa xuân đến đêm buồn vui. Dù xuân đây sẽ làm gió em ơi, để chỉ muốn bay về với muôn cây. Tình xuân đây sẽ dệt nỗi yêu thương, từ bao nhiêu năm tình gió cô đơn, để nỗi cuốn từng lá rơi. Và đang nghe chiều màu thắm tươi, cùng những tiếng hát điệu nhạc dân chơi vơi, để hôm ta sẽ trong tiếng cười. La 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 la. Tốt quan hôm nữ xin gửi tới quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Liên An với tựa đề Gương mặt quê tôi. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Kính thưa công chí,
đại diện cho lãnh đạo ban liên lạc Hội đồng Hương Hải Dương và Hội đồng Hương Ninh Giang tại thành phố Hà Nội. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Ninh Giang, thưa toàn thể các bác, các anh, các chị và các đồng chí, đã trở thành một hoạt động thường niên và nét đẹp văn hóa truyền thống hàng năm cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, các Hội đồng Hương quê hương Ninh Giang ở các tỉnh thành phố trong cả nước lại tổ chức gặp mặt hội viên đầu xuân. Và hôm nay trong cái không khí vui tươi phấn khởi của những ngày đầu xuân Mậu Tuất 2018, lãnh đạo huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Ninh Giang rất vui mừng phấn khởi được đón các bác, các anh, các chị trong Hội đồng Hương Ninh Giang tại thành phố Hà Nội về gặp mặt đầu xuân tại huyện. Về dự buổi gặp mặt với Hội đồng Hương Ninh Giang tại thành phố Hà Nội hôm nay, về phía huyện có các đồng chí lãnh đạo trong Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện. Thay mặt cho ban tổ chức buổi gặp mặt, tôi xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Xuân Tuấn, Bí thư Huyện ủy. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Tiến Tầng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Gia Bảng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Trịnh Đình Quân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Trần Trọng Bác, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Thái Thuận, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Thành Long, Huyện ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện. Cùng các đồng chí lãnh đạo thay mặt cho các cơ quan Phòng Văn hóa Thông tin, Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân huyện đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Về phía đại biểu của thành phố Hà Nội, ban tổ chức buổi gặp mặt xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Truyền, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng Ban Liên lạc Hội đồng Hương Hải Dương tại Hà Nội, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Vũ Dương Châu, Vụ trưởng Vụ Dân tộc, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng Ban Liên lạc Hội đồng Hương Ninh Giang tại thành phố Hà Nội. Xin trân trọng giới thiệu các đồng chí, các bác, các anh, các chị trong Ban Liên lạc cùng toàn thể hội viên của Hội đồng Hương Ninh Giang tại thành phố Hà Nội về dự buổi gặp mặt ngày hôm nay, đề nghị hội nghị nhiệt liệt chào mừng. Về chương trình của buổi gặp mặt hôm nay thì theo thống nhất của Ban Liên lạc Hội đồng Hương Ninh Giang tại thành phố Hà Nội thì gồm có các nội dung như sau. Buổi sáng thì sẽ tổ chức được trong thời gian là từ 8:30 cho đến 11:00 thì gồm các nội dung sau phần văn nghệ chào mừng, rồi tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu thì sẽ là phần phát biểu chào mừng và thông tin về tình hình kinh tế xã hội năm 2017 của lãnh đạo huyện Ninh Giang. Phần tiếp theo là phát biểu cảm ơn thế và tặng quà lưu niệm của đại diện Ban Liên lạc Hội đồng Hương Ninh Giang tại thành phố Hà Nội. Thế và tiếp theo là phát biểu cảm tưởng của đại diện hội viên Hội đồng Hương. Thế và kết thúc buổi gặp mặt thì xin trân trọng kính mời công chí đại biểu, các bác anh các chị để cùng toàn thể công chí dự bữa cơm thân mật với lãnh đạo huyện tại nhà ăn của huyện. Thế và buổi chiều thì từ 13:00 đến 15:00 thì theo chương trình của Ban Liên lạc thì Hội đồng Hương Ninh Giang tại thành phố Hà Nội sẽ đi tham quan một số di tích trên địa bàn huyện, gồm có tham quan tại đền Tranh, khu tượng đài Bắc Hồ tại xã Hồng Lực, khu lưu niệm Bắc Hồ tại xã Hồng Thái và thăm dâng hương tại đền thờ khu thực dụ tại xã Trung Quốc. Thì sau đó thì đoàn sẽ chia tay và trở về Hà Nội. Thì đấy là cái nội dung chương trình của buổi gặp mặt ngày hôm nay. Trong cái không khí đầm ấm của buổi gặp mặt ngày hôm nay thì rất vui mừng phấn khởi được đón các bác các anh chị trong Hội đồng Hương Ninh Giang tại thành phố Hà Nội về gặp mặt tại quê Ninh Giang, ngay trên chính mặt đất quê hương của mình, yêu dấu của mình. Sau đây lãnh đạo huyện có đăng hoa chúc mừng Hội đồng Hương Ninh Giang tại thành phố Hà Nội
Sau đây ban tổ chức buổi gặp mặt xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Xuân Tuấn, Bí thư Huyện ủy, thay mặt cho lãnh đạo huyện lên tặng hoa chúc mừng hội thêm và phát biểu chào mừng tại buổi gặp mặt hội đồng hương Ninh Giang hôm nay. Xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Xuân Tuấn và đồng chí xin kính mời ông chí trong ban liên lạc hội đồng hương Ninh Giang Hà Nội nhận ra nhận hoa. Kính thưa đồng chí Lê Truyền, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trưởng ban liên lạc Hội đồng hương tỉnh Hải Dương tại thủ đô Hà Nội. Kính thưa đồng chí Vũ Diệp Châu, trưởng ban liên lạc Hội đồng hương Ninh Giang tại thủ đô Hà Nội. Kính thưa các bác, các đồng chí là những người con quê hương Ninh Giang về buổi gặp mặt hôm nay. Kính thưa toàn thể các đồng chí, hôm nay trong không khí hết mức vui mừng phấn khởi và đầm ấm của những ngày đầu xuân mới Mậu Tuất 2018, lãnh đạo huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện hết sức vui mừng, phấn khởi và cảm động được đón các bác, các anh, các chị trong hội đồng hương Hải Dương tại thủ đô Hà Nội và các đồng chí trong hội đồng hương Ninh Giang tại thủ đô Hà Nội về gặp mặt đầu xuân mới tại huyện ngay chính trên mảnh đất quê hương Ninh Giang yêu dấu của chúng ta. Đây là nét đẹp văn hóa truyền thống đã được nhiều năm và hôm nay các bác các đồng chí lại về với quê hương Ninh Giang tổ chức gặp mặt, thể hiện tình cảm của những người con quê hương xa quê với lại quê hương đã sinh ra lớn lên và trưởng thành của mỗi bác các đồng chí. Trước hết cho phép tôi thay mặt ban chấp hành đảng bộ huyện Ninh Giang, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân cũng như đảng bộ chính quyền và nhân dân huyện nhà xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng gửi tới các bác, canh các chị, các đồng chí lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Kính chúc các bác, canh các chị và qua các bác, canh các chị cho tôi gửi lời kính chúc sức khỏe tới toàn thể hội viên hội đồng hương Ninh Giang tại thủ đô Hà Nội. Vì điều kiện hôm nay không về dự buổi gặp mặt đầm ấm đầu năm mới được, có một năm mới sức khỏe, an khang, thịnh vượng, thành công và hạnh phúc. Kính thưa toàn thể các bác các đồng chí, đảng bộ chính quyền và nhân dân huyện nhà hết sức tự hào vì hàng ngàn người con quê yêu tú quê Ninh Giang đã và đang sống, học tập và công tác ở khắp mọi miền tổ quốc, trong đó có thủ đô Hà Nội. Trong những năm qua, các bác các đồng chí có nhiều đóng góp tích cực trong sự nghiệp phát triển kinh tế nói chung của đất nước, tích cực tham gia trong nghĩa là nơi sinh hoạt, nơi cư trú, nghĩa là khu dân cư của mình, và cũng đã thường xuyên hướng về quê hương Ninh Giang nơi sinh ra, nuôi dưỡng và trưởng thành. Chúng tôi rất mong, rất cảm động, dù là sống xa quê, sau các bác các anh chị luôn hướng về quê hương bằng tình cảm và hành động hết sức thiết thực, góp phần xây dựng quê hương Ninh Giang anh hùng ngày càng giàu đẹp và văn minh. Nhiều hội đồng hương của Ninh Giang tại các tỉnh thành phố, nhiều người con quê Ninh Giang đã việc làm thiết thực như đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, thu hút lao động, ủng hộ tiền của công sức xây dựng kết cấu hạ tầng, ủng hộ các quỹ tình nghĩa, quỹ khuyến học, khuyến tài v.v. Đặc biệt là tham gia ý kiến quý báu để xây dựng quê hương. Sự quan tâm theo dõi, cổ vũ động viên và đóng góp quý báu đó là nguồn cổ vũ kích lệ hết sức to lớn đối với chúng tôi và nhân dân huyện nhà trong quá trình thực hiện sự nghiệp đổi mới, xây dựng quê hương Ninh Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh. Trong không khí đầm ấm, nghĩa tình của buổi gặp mặt đầu xuân mới Mậu Tuất hôm nay, thay mặt cho đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện nhà, tôi xin gửi tới các bác, kênh các chị và những người con quê hương Ninh Giang đã và đang sống học tập, công tác tại thủ đô Hà Nội lời cảm ơn chân thành vì đóng góp quý báu đó. Và chúng tôi mong muốn tiếp tục đón nhận được sự quan tâm của vũ, động viên và công tác của các bác, kênh các chị, các đồng chí với đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện trong thời gian tới đây. Và chúng tôi tin tưởng rằng là người con quê hương Ninh Giang dù ở đâu, dù làm gì vẫn phát huy được truyền thống tốt đẹp của người đất Hồng Châu năm xưa, đoàn kết, thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau, vươn lên giành những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống, tích cực xây dựng địa phương nơi cư trú ngày càng giàu đẹp, tiếp tục có những việc làm thiết thực đóng góp vào công cuộc xây dựng quê hương Ninh Giang anh hùng của chúng ta
ngày càng giàu đẹp, văn minh. Một lần nữa, thay mặt các ông chí lãnh đạo huyện, xin kính chúc tất cả các bác, các chị, các ông chí cùng toàn thể gia đình một năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn các bác các chị. Thay mặt cho ban tổ chức buổi gặp mặt, xin trân trọng cảm ơn ý kiến phát biểu của đồng chí Nguyễn Xuân Tuấn, Bí thư huyện ủy huyện Ninh Giang. Và tiếp theo chương trình buổi gặp mặt, ban tổ chức buổi gặp mặt xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Vũ Dương Châu, trưởng ban liên lạc hội đồng hương huyện Ninh Giang tại Hà Nội, sẽ lên phát biểu cảm ơn có quà tặng cho lãnh đạo huyện. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa đồng chí Lê Truyền, trưởng ban liên lạc hội đồng hương Hải Dương tại Hà Nội. Kính thưa đồng chí Nguyễn Xuân Tuấn và đồng chí lãnh đạo huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân và ủy ban mặt trận tổ quốc huyện Ninh Giang. Kính thưa các bác các đồng chí, đã trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống, cứ mỗi nhịp Tết đến xuân về, bà con cô bác quê hương Ninh Giang tại Hà Nội lại gặp mặt đông vui để mừng năm mới và chúc nhau sức khỏe. Năm nay xuân Mậu Tuất 2018 được sự quan tâm của đồng chí lãnh đạo huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân và ủy ban mặt trận tổ quốc huyện. Hội vui mừng phấn khởi và xúc động được về gặp mặt tại nơi chôn rau cắt rốn quê hương Ninh Giang yêu dấu. Thay mặt các bác các đồng chí và các anh chị em trong hội, tôi xin chân thành cảm ơn và trân trọng gửi tới các đồng chí lãnh đạo huyện nhà, các vị đại biểu khách quý và các bác các đồng chí hội viên lời kính chúc sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc, thành công trong công tác và cuộc sống. Kính thưa các bác các đồng chí, kính thưa các vị đại biểu, hội nghị gặp mặt chúng ta vừa được nghe đồng chí Bí thư huyện ủy thông tin về tình hình kinh tế xã hội của huyện nhà năm 2017. Trong năm 2017, trong cái bối cảnh ảnh hưởng của thiên tai lũ lụt, thì báo cáo các đồng chí là lần đầu tiên hôm Tết thì chúng tôi có về tặng quà người nghèo tại xã Đông Xuyên. Thì Đông Xuyên nói là cũng 30 năm nay rồi thì cũng chèo thuyền để đi gặt lúa, thì cũng ảnh hưởng rất lớn của thiên tai lũ lụt. Song đảng bộ chính quyền và dân huyện Ninh Giang với đột phá quy hoạch vùng sản xuất 3 trong 1, một vùng một giống một thời gian, đã phấn đấu đạt được những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội. Tổng giá trị sản xuất đạt gần 4.500 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện đạt 151 tỷ đồng, vượt 99% dự toán năm. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh, với kết quả toàn huyện có 14 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm hơn 51% tổng số xã trong huyện. Sự nghiệp giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục thể thao có nhiều chuyển biến, có thêm 6 trường đạt chuẩn quốc gia, nâng lên báo cáo báo chí trong toàn huyện ta là 57 trên 90 trường đạt chuẩn quốc gia, thêm 3 làng văn hóa, có 89,32 số gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 1.830 lao động được tạo việc làm, trong đó có 44,5% được đào tạo nghề. Tỷ lệ hộ nghèo như đồng chí Bí thư đã thông báo của huyện chúng ta còn 4,35%, giảm 1,39 so với năm 2016. Đề nghị các vị đại biểu khách quý, các bác các đồng chí, các anh chị em trong hội đồng hương Ninh Giang tại Hà Nội cho một tràng pháo tay để chúc mừng và chia vui với những thành tựu của đồng hương Ninh Giang trong năm 2017. Kính thưa các bác các đồng chí, kính thưa các vị đại biểu, hội đồng hương Ninh Giang tiền thân là hội những người bạn của thị xã Ninh Giang cũ, được thành lập năm 1996 do các bác Đặng Quang Vĩ, nguyên chủ tịch ủy ban kháng chiến hành chính thị xã Ninh Giang, bác Nguyễn Thọ Thân, bác Phạm Quốc Vinh, bác Quản Tập, bác Nguyễn An, bác Nguyễn Ngọc Giao, bác Phạm Thế Việt và chị Đinh Liên ở trong ban liên lạc. Thì báo cáo các báo chí là hiện nay còn sống thì có bác Nguyễn Ngọc Giao, hôm nay cũng đến đây xin mời bác Nguyễn Ngọc Giao đứng dậy để và bác Việt và chị Hương Liên, thế còn thì các bác Đặng Quang Vĩ, Nguyễn Thọ Thân, Phạm Quốc Vinh, Quản Tập, Nguyễn An thì cũng đều đã mất rồi. Các bác sáng lập thành lập năm 1996, lúc đó thì anh Trình còn làm bí thư, anh Quyến là một chủ tịch, với cái mục đích là tập hợp kết nối các bác các đồng chí và bà con đang công tác sinh sống tại thủ đô Hà Nội. Trong 2 năm qua, với sự nhiệt tình đóng góp của các hội viên, của các bác các đồng chí những thế hệ đi trước và sự quan tâm của lãnh đạo huyện nhà, hoạt động của hội đồng hương huyện Ninh Giang tại Hà Nội đã mang lại nhiều kết quả có ý nghĩa. Từ việc biên soạn cuốn sách Ninh Giang quê hương, và các đồng chí là những năm 96 thì có biên soạn cuốn sách Ninh Giang quê hương và đồng chí Nguyễn Trọng Huân, bây giờ phó giám đốc VOV, Nguyễn Văn Đồng đây là chủ biên của cuốn sách đó, thì cũng được huyện đánh giá rất cao. Cho đến việc dựng phim Ninh Giang nguồn quê yêu dấu, rồi vận động ủng hộ quỹ khuyến học
thì chúng ta cũng đã vận động 2 lần của huyện nhà và thị trấn Ninh Giang. Rồi chúng ta tổ chức cái việc thăm mọi hội viên khi ốm đau, phúng viếng hội viên khi từ trần, thì đã thành truyền thống của hoạt động của Hội Đồng hương Ninh Giang. Trong năm 2007 thì báo cáo các bác đồng chí là ban liên lạc đã trao tặng 60 triệu đồng cho hội khuyến học huyện Ninh Giang. Thì đây là kết quả vận động của đồng chí Nguyễn Văn Chỉ, quê xã Văn Giang, phó ban liên lạc, nguyên giảng viên trường đại học giao thông vận tải. Thế và có 35 đồng chí tham gia và chúng ta đã vận động được 60 triệu và chúng ta trong năm 2007 thì đã trao tặng cho khuyến học huyện. Trong dịp Tết Mậu Tuất thì đồng chí trưởng ban liên lạc đã vận động và tặng 2 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng cho các hộ nghèo, gia đình chính sách của xã Đông Xuyên. Ban liên lạc đã tổ chức tới chia buồn và phúng viếng thiếu tướng Nguyễn Tiến Phát, quê thị trấn, nguyên tư lệnh binh chủng hóa học, đại sứ Nguyễn Thanh Tân, quê thị trấn. Thì báo cáo các bác đồng chí là đại sứ Nguyễn Thanh Tân thì cũng đại sứ ở Ấn Độ, đại sứ ở Úc, nhưng ngày nay thì cũng đã yên nghỉ tại quê hương Ninh Giang. Bố đồng chí Nguyễn An Minh, quê thị trấn. Và trong hoạt động thì nhiều đồng chí hội viên đã tổ chức về thăm huyện và các xã để trao đổi về các định hướng nội dung phát triển kinh tế xã hội, ủng hộ đóng góp về kinh phí và vật chất đối với thôn xã Giảng Mọ trong việc xây dựng các di tích, đình chùa, đường giao thông, giúp đỡ người nghèo, học sinh nghèo. Tôi xin chân thành cảm ơn tình cảm và sự đóng góp tích cực của các đồng chí hội viên, sự quan tâm về tinh thần và vật chất đối với hoạt động của Hội Đồng hương huyện nhà, của công chí lãnh đạo huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban mặt trận Tổ quốc huyện trong những năm qua. Kính thưa các bác các đồng chí, kính thưa các vị đại biểu, với phương châm vui mừng khi khỏe mạnh, động viên khi đau yếu, giúp nhau khi hoạn nạn, nghĩa tình lúc qua đời, hoạt động của Hội Đồng hương huyện Ninh Giang tại Hà Nội trong những năm tiếp theo tiếp tục tập trung vào các nội dung chính. Một là tổ chức họp mặt đồng hương chúc Tết vào dịp đầu xuân năm mới. Thì báo cáo các đồng chí, chúng ta đã duy trì thành truyền thống rồi. Sau một tuần cuộc họp mặt của Hội Đồng hương tỉnh Hải Dương, thì đề nghị các bác đồng chí cho phép ban liên lạc là mời họp theo hai hình thức, là qua thư mời và qua tin nhắn, và tin nhắn qua điện thoại. Thì báo chí, bác đồng chí là năm nay thì cũng phát hành giấy mời nhưng mà cũng trả lại rất nhiều, tức là vì cái địa chỉ bây giờ theo đường văn thư là thế. Thì sau này thì hôm nay thì cũng xin ý kiến cả thầy Bình nhé, nguyên giáo viên chỉ có ban gia, thầy Bình cũng thấy là sau này nên mời qua hình thức tin nhắn, bây giờ chúng ta công nghệ thông tin rồi. Thì mong các bác đồng chí là cũng có khi nhận được tin nhắn thì có cái tham gia. Thứ hai là chúng ta sẽ thăm động viên hội viên khi phải nằm điều trị dài ngày tại bệnh viện, để phúng viếng tiễn đưa hội viên khi qua đời. Thứ ba là tùy từng nội dung công việc cụ thể thì có thể vận động hội viên đóng góp tư vấn, trao đổi thông tin về các nội dung phát triển kinh tế xã hội với các đồng chí lãnh đạo huyện. Thì chút nữa thì trong cái phần mà phát biểu thì có thể các đồng chí cũng tư vấn thêm xem là ban liên lạc xem có những hoạt động gì nữa, thì có thể các đồng chí có thể tư vấn thêm cho ban liên lạc. Thì báo cáo các đồng chí là thời gian vừa qua chúng ta mới tập trung vào 3 cái hoạt động như vậy. Kính thưa các bác và các đồng chí, mùa xuân là mùa sum họp, là Tết của sự trở về nơi chôn rau cắt rốn. Nguồn mạch của quê hương luôn cho ta sức mạnh trong quá trình học tập, công tác và trưởng thành của mỗi người. Với ý nghĩa đó, xin được cảm ơn sự quan tâm của chí lãnh đạo huyện Ninh Giang. Xin chúc các vị đại biểu, các bác, các đồng chí năm mới khí thế mới, thắng lợi mới. Kính thưa các bác, các đồng chí, kính thưa các vị đại biểu, với mong muốn sự nghiệp giáo dục, sự nghiệp chồng người của quê hương Ninh Giang phát triển, ban liên lạc có món quà nhỏ tặng huyện là bức tranh đá Khuê Văn Các Văn Miếu, biểu tượng của sự lớn học. Xin kính mời các đồng chí trong ban liên lạc, mời đồng chí Nguyễn Văn Chỉ, đồng chí Nam Minh, đồng chí Dung lên trao. Và xin kính mời đồng chí Nguyễn Xuân Thấn, đồng chí Tầng nên đón nhận tình cảm của hội. Thưa các đồng chí trong ban liên lạc cán bộ của Ninh Giang tại Hà Nội và thưa toàn thể các đồng chí, tôi cũng xin nói là hôm nay về đúng với cái tâm trạng là về Ninh Giang. Mà về Ninh Giang thì nó rất là dài của những người con xa quê hương. Nhưng mà tôi báo cáo với đồng chí bí thư huyện ủy thì nhớ nhất là cái lúc mà cái bài hát là giải phóng thành phố thị xã Ninh Giang. Là lúc đó nói là rực ánh sao vàng bay đây phố phường Ninh Giang giải phóng, thì tôi nhớ nhất là
là phố phường Ninh Giang. Cái lúc đó cả tỉnh Hải Dương chỉ có thị xã Hải Dương là có phố phường, còn các huyện thì không đâu có phố phường ngoài Ninh Giang. Thì đấy là cái nhớ nhất, là nhớ nhất cũng là nghĩ đến cả cái quá trình đi lên của chúng ta. Và từ cái đấy thì chúng ta đi vào cuộc chiến tranh, rồi thời kỳ bao cấp. Mà lúc đó nó gắn liền với cái sự kiện là Hải Hưng và các huyện là ghép hai huyện lại với nhau. Tôi được về Trung ương điều về tham gia tỉnh ủy Hải Hưng năm 79, đã là Hải Hưng rồi. Và lúc đi ra trở lại về Trung ương thì cũng vẫn còn là Hải Hưng. Thì không hiểu tại sao mà nó kéo dài những cái tên Hải Hưng và những cái tên lắp ghép giữa các huyện kéo dài suốt 29 năm. 29 năm ấy cùng những khó khăn trong thời chiến để lại, rồi thời kỳ bao cấp, nó đã làm chậm trễ cái sự phát triển của chúng ta rất nhiều. Thì đấy là cái cảm giác đầu tiên là trở về Ninh Giang, tôi muốn nói lại một cái những cái mà nó đã chậm lại, và từ một cái thị xã mà lại trở thành không còn là thị xã nữa để chúng ta lại phải bỏ nó. Thì đấy là một cái sự về Ninh Giang. Về Ninh Giang thứ hai là về Ninh Giang trong thời kỳ đổi mới, thời kỳ mà chúng ta đang tiếp tục thay đổi rất là nhiều, và tiến tới hôm nay là đã có quá nửa số xã đạt chuẩn nông thôn mới rồi, và với rất nhiều những cái bước tiến. Nhưng mà tôi cũng thấy là bước tiến ấy mà không chuyển dịch cơ cấu nhanh, không áp dụng những tiến bộ kỹ thuật nhiều, thì chúng ta cũng chỉ ở cái mức gọi là ổn định, chứ còn phát triển là cực kỳ khó khăn. Thì đồng chí bí thư huyện ủy hôm nay đã cung cấp những cái thông tin mà chúng ta rất mừng là sẽ có cái hướng để mà phát triển sắp tới đây. Thì xin nói hai cái cảm giác trở về quê Ninh Giang như vậy. Còn điểm thứ hai là với tư cách là vợ tôi cũng là người cán bộ cũ của huyện Ninh Giang trước, thì tôi hôm nay thì đi về cùng với vợ là về Ninh Giang. Và với tư cách là trưởng ban liên lạc cán bộ Hải Dương tại Hà Nội thì rất là cảm ơn đồng chí Vũ Dương Châu và các đồng chí ban liên lạc của huyện đã có những cái sáng kiến và rất nhiều cố gắng là đưa được cái cuộc gặp mặt về quê hương của Ninh Giang. Chắc là nhiều huyện cũng muốn làm thế này nhưng mà khó. Với ý nghĩa là xin chúc cho hội của Ninh Giang sẽ tiếp tục duy trì những cái hoạt động của mình và đóng góp vào cái hoạt động chung của ban liên lạc cán bộ Hải Dương tại Hà Nội, và xin chúc cho các đồng chí Ninh Giang tiếp tục phát triển trong cái thời kỳ mới như là cái mong muốn của đồng chí bí thư huyện ủy đã phát biểu trước hội nghị chúng ta. Xin cảm ơn tất cả các đồng chí. Kính thưa đồng chí bí thư huyện ủy, kính thưa đồng chí tổng, chúng tôi cũng đã được gặp các đồng chí một vài lần ở Hà Nội. Hôm nay là rất vui mừng được về gặp các đồng chí ở quê hương. Tôi có làm bài thơ tâm sự với ngọn đèn, và cái ngọn đèn nó theo tôi suốt 10 năm phổ thông, sau đó vào đại học, hồi học đại học tổng hợp, đi sơ tán ở rừng thì chúng tôi vẫn là ngọn đèn đó. Học 3 năm rưỡi sau khi về Hà Nội mới được có anh Việt, các đồng chí. Tôi xin đọc cái bài thơ đó, tâm sự với các đồng chí, và cũng là tâm sự cùng đèn. Cái hồi cái bài thơ tôi viết từ năm 65. Ơi bạn đèn yêu quý 10 năm rồi đấy nhỉ, hai chúng ta như thể cặp nhân tình, đẹp đã thay tình yêu giữa chúng mình, một mối tình đẹp như trong truyện. Những lúc đêm khuya nào ai biết đến, không có bạn là tối đêm mù mịt. Những lúc đêm khuya khi mọi người ngủ hết, chỉ hai ta đứa viết đứa nghe thơ. Đời đáng yêu phơi phới những ước mơ, hai ta cùng tận hưởng giờ phút đó. Đời chiến đấu nào thiếu gì sóng gió, bạn cùng ta soi tỏ nỗi niềm riêng, bạn cùng ta thông cảm nỗi ưu phiền. Ơi bạn đèn yêu mến, 10 năm rồi hai ta cùng chinh chiến, đến hôm nay thuyền ta gần cập bến. Nhìn tương lai mà lòng ta xao xuyến, muốn cùng đèn tâm sự nỗi niềm riêng. Hãy cùng ta mà gắng sức đi lên, hãy cùng ta có thể đến mọi miền, khi tổ quốc gọi tên ta tới. Dù Tây Bắc có núi cao vời vợi, nếu mu không mặt trời soi rọi, khi tổ quốc mẹ hiền ta kêu gọi, ta sẽ đến không hề nghĩ ngợi. Chỉ biết tổ quốc cần là ta sẽ tới.
đất khô cằn hai tay cứ vun sới biến cỏ hoang thành đồng lúa mới, nơi mu đầy mặt trời. Bạn đèn ơi cũng có thể chơi vơi ngoài quyển cả, trốn hoang đảo không cỏ cây hoa lá, ta đứng trên vòm đá treo leo gìn giữ trời mây và mặt biển sớm chiều. Bạn đàn ơi vui biết bao nhiêu nếu trên quê hương mẹ chiều chiều, ta hát vang hòa nhịp với sáo diều, ta lại bơi trên sông luộc mến yêu nhẹ bước trên đê sớm xuống chiều. Mỗi bước chân đi như được đất nâng niu, ngỗ mía cười reo chào vẫy thân yêu. Bạn đàn ơi ta mơ ước bao điều, cùng quê hương ta quyết diệt đói nghèo, ta sẽ thay quê mẹ mến yêu những túp lều tranh đổ nát vẹo siêu bằng những lâu đài trắng lệ yêu kiều. Ta sẽ biến những con đường nhỏ bé ngoằn ngoèo thành những đường dài thẳng tắp thông reo. Bạn đàn ơi ta sẽ bước đều dù đường dốc treo leo, đường theo đảng ta quyết trèo không mỏi, lý tưởng đảng như mặt trời sáng trói, ta theo đảng với niềm vui phấn khởi, nguyện dâng đảng cả tuổi xuân phơi phới. Xin trân trọng cảm ơn bác Nguyễn Văn Chỉ, phó ban liên lạc hội đồng hương huyện Ninh Giang tại thành phố Hà Nội đã phát biểu cảm tưởng và có những bài thơ đọc tại buổi gặp mặt ngày hôm nay. Sau đây thì xin trân trọng kính mời các bác công chí. Thế thì các bác công chí mà không có ý kiến gì nữa thì buổi gặp mặt đầu xuân chúng ta sẽ tạm dừng ở đây. Kính thưa các bác, các anh, các chị, các đồng chí, sau một thời gian ngắn thì buổi gặp mặt đầu xuân mùa Tuất 2018 của Hội đồng hương huyện Ninh Giang tại Hà Nội tổ chức tại huyện Ninh Giang được diễn ra trong cái bầu không khí vui vẻ, đầm ấm và thắm đượm tình cảm quê hương. Và đến giờ phút này thì buổi gặp mặt đã hoàn thành các nội dung chương trình và thành công tốt đẹp. Cho phép tôi được thay mặt cho ban tổ chức buổi gặp mặt xin trân trọng cảm ơn đồng chí Lê Truyền, trưởng ban liên lạc hội đồng hương tỉnh Hải Dương tại Hà Nội, đồng chí Vũ Dương Châu, trưởng ban liên lạc hội đồng hương huyện Ninh Giang tại Hà Nội, cùng toàn thể các bác, các anh, các chị, các đồng chí trong hội đồng hương của huyện Ninh Giang tại Hà Nội và các đồng chí lãnh đạo của huyện với cái tình cảm và trách nhiệm đã về dự buổi gặp mặt thân mật này. Và xin kính chúc các bác, các anh, các chị, các đồng chí cùng gia đình năm mới dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí.